Hi guys, welcome to my channel. Mình là Bonnie. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến ba địa điểm rất là nổi tiếng này. Trung là một là cảng cá Ủ Chi, hai là cảng Đài Trung và địa điểm cuối cùng chính là đầm lầy Cao Mậy. Bọn mình di chuyển đến đây bằng xe máy. Địa điểm đầu tiên cảng Ủ Chi. Đây là cổng vào, check in ở đây siêu đẹp. Điểm đầu tiên chính là các cô đang bán ốc, đủ các loại, đã xào nấu sẵn, có thể làm ngay một đĩa. Ồ, mình đã đi vào phía trong chợ rồi. Ở đây gọi là thiên đường hải sản với giá rất rẻ. Vào cuối tuần thì mọi người sẽ thường đến đây để mua đồ về nấu ăn cho cả tuần. Các bạn thấy không, một đĩa cá ba con to đùng chỉ 200 đại tệ thôi. Chỗ này là một địa điểm cực kỳ lý tưởng cho những thánh cuồng hải sản. Tôm hùm to thế này. Nhìn vậy thôi nhưng mà to gần bằng cả bàn tay mình đấy các bạn. Wow, ngon quá. À, đây là cổng sau, phía sau của cảng Ủ Chi. Có rất nhiều thuyền đi đánh cá về đậu ở đây. Các bạn có thể ra ngoài này, đi dạo này, check in. Wow, cảm giác thật tuyệt. Trời thì xanh, gió thổi. Mình đang chạy loang quang. Lâu rồi mới được đi chơi. Wow, nóng quá nên bọn mình vào trong. Chỗ chó này ngủ rất là ngon. Bọn mình quyết định món đầu tiên sẽ đến ở cả Ủ Chi, thử sẽ là món kem. Một cái chỉ có 30 đồng đại tệ thôi nha các bạn. Có 3 vị: sô-cô-la, hỗn hợp và vani. Mình chọn ăn loại hỗn hợp gồm sô-cô-la và vani. Bạn mình thì ăn mỗi vani thôi. Hai cái sẽ có giá 60 đồng. Yeah, ăn kem thôi. Trời nóng thế này ăn kem ngon quá. Cameraman là một người của hải sản. Trước đĩa tôm luộc giá rẻ như vậy, Thái đã không kiềm chế được mua một đĩa. Mình thì không thích ăn tôm lắm nên mình đang nghĩa sang xem ốc xào như thế nào. Bác chủ tiệm rất là dễ thương, bảo cứ ăn thử đi, nên là đưa cho mỗi người một xiên. Bác đã dụ dỗ thành công mình. Mình quyết định mua một hộp ốc xào.
đã mua xong món ốc rồi, bọn mình quyết định món tiếp theo sẽ là mực. Mực ở đây thì rất là rẻ, 3 con như thế này, 3 con cầm trên tay này chỉ là 100 đồng đại tệ thôi. Ngoài nhìn ngon quá, bác ở phía trong đang cắt mực cho mình rồi. Cắt ra thì sẽ dễ ăn hơn, cầm cả que thì check in sẽ đẹp, nhưng mà to quá nên thôi mình bảo bác là cắt ra cho mình. Yeah, đã hoàn thành 2 tuổi 3 con mực. Ăn thôi. Bây giờ đi ăn nào. Vừa ăn lại còn vừa được nghe thổi sáo miễn phí nữa chứ. Cảm giác thật là hạnh phúc. Bye bye cả Ngô Chi. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Nó cũng đến điểm thứ hai chính là cảng Đài Trung. Đây là một cái outlet rất là to, mọi người có thể đến đây để mua đồ, có rất nhiều hãng luôn với giá rất là rẻ. Hôm nay Coach đã sale và giá là giảm 50%, xếp hàng rất dài. Mình và bạn đang đứng đợi để mua nước. Cái này mua 1 tặng 1, 2 cốc chỉ có giá 70 đồng đại tệ thôi. Đã uống xong nước rồi, bọn các có năng lượng để đi ra chỗ vòng tròn mà mọi người hay check in. Chỗ này là các bạn nhớ đi vào ở chỗ food court ở phía đằng trước ngay chỗ cổng vào nhá. Sau mọi người đi ra phía tận sau cùng và rẽ phải thì sẽ ra đến nơi. Chỗ này mà chụp ảnh thì siêu đẹp luôn. Bye bye, cảng Đài Trung, địa điểm thứ 3 mà bọn mình đi trong ngày hôm nay chính là đầm lầy Cao Mẩy. Đầm lầy Cao Mẩy chính là một trong những chỗ mà ngắm hoàng hôn rất là đẹp ở Đài Loan, các bạn thấy không? Vào cuối tuần có rất là nhiều người đến đây để xem hoàng hôn. Ở Cao Mẩy thì có, các bạn có thể có nhìn này, cối xay gió này, xong rồi có thể mượn một cái U-bike đạp xung quanh ở đây cũng rất là lãng mạn. Yeah, các bạn biết bọn mình đang làm gì không? Bọn mình vì là cuối tuần mà đông người lắm, đang phải xếp hàng để vào phía trong. Mọi người đến chỗ đầm lầy Cao Mẩy này, một là có thể đứng trên bờ để xem hoàng hôn xuống, hai là có thể đi ra ngoài. Hôm nay mình rất là quyết tâm để đi ra ngoài để lội nước, nhưng mà rất là nhiều người đang xếp hàng. Mà trong khi đó bây giờ đã là 5:50. Oh my god, may là vẫn đến lượt bọn mình. Sau khi bác cảnh sát bảo vậy thì mọi người di chuyển với tốc độ rất là nhanh. Bọn mình đang ngay ở chỗ cổng để đi ra lội nước rồi. Yeah, finally, cuối cùng thì đã được ra ở chỗ ngoài này. So với ngắm hoàng hôn ở phía trong ý, thì đi ra ngoài này mình cảm giác ngắm mặt trời sẽ được gần hơn này. Và có thể vào những ngày đẹp trời vị thì các bạn lội ra phía ngoài chụp ảnh check in. Trời ơi, cảnh đẹp không thể nào tả nổi.
Mặt trời lúc đấy cảm giác rất to, rất đẹp ngay ở trước mặt các bạn. Bọn mình đang rất là hăm hở đi ra như chim sổ lồng. Các bạn để ý có nhiều người đang đi vào không? Giờ là bác cảnh sát bảo đã 6 giờ rồi, mọi người không được lộ ra phía ngoài nữa, phải đi vào thôi. Vì đã mất công an mà nên mọi người vẫn cố lại chụp một vài bức ảnh. Nhưng bác bảo muộn rồi, bác cũng muốn về rồi. Lùa như là lùa vịt. À, bọn mình quyết định là thôi đi vào, hôm khác lại đến tiếp. Hôm nay mặt trời lặn muộn quá. Bây giờ đã là 6 giờ 25 rồi. Nhưng lúc lặn thì rất là đẹp. Hãy cùng mình tận hưởng. Mặt trời đã lặn rồi, mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 10 phút. Bọn mình phải đi về đây. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong chiếc video lần sau của mình nhé. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Bye bye.